Ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực ở Tây Bắc. Tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, băng giá đã xuất hiện. Dự báo đêm nay, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, vùng núi đèo Ô Quy Hồ sẽ xuất hiện băng tuyết. Dự báo một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục diễn ra và nguy cơ xuất hiện mưa tuyết, băng giá ở vùng núi. Khoảng đêm ngày 26 và ngày 27 tháng 1, tức là đêm ngày 5 sáng ngày 6 Tết, thì không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Các đỉnh núi như là Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Phi Oắc, Cao Bằng, Trạm Tấu, Yên Bái, Phan Xipang, Lào Cai có nguy cơ xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Thời gian dễ xuất hiện nhất đó là đêm và sáng các ngày từ 28 cho đến 30 tháng 1. Tuyết rơi dày trên khắp Nhật Bản làm ít nhất một người thiệt mạng, gây gián đoạn giao thông trên diện rộng. Riêng tại tỉnh Okayama, nơi có ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 90 cm, một số vùng ở Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ. Lo ngại tuyết rơi nhiều hơn nên cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân cảnh giác với bão tuyết, biển động và đường đóng băng. Hơn 300 chuyến bay bị hủy trong ngày hôm nay do tuyết rơi dày.